Miss World Việt Nam 2019 gồm 3 vòng thi được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, diễn ra trên quy mô cả nước. Và Coco Bay Đà Nẵng, siêu tổ hợp du lịch giải trí hàng đầu Đông Nam Á nằm tại vị trí trung tâm Đà Nẵng Hội An, vinh dự là nơi đăng cai tổ chức các vòng thi phụ Head to Head Challenge, Người đẹp thời trang, Người đẹp biển, Người đẹp tài năng và đêm chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2019. Người đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ chính thức lên đường tham dự Miss World 2019. Coco Bay Đà Nẵng hứa hẹn sẽ là điểm đến đẳng cấp cho những đêm thi hoành tráng tại Miss World Việt Nam 2019.